Tôi cũng nhắc lại để ông bà nhớ là một nửa số tiền mua ngôi nhà này là của tôi cho thằng Núi. Mà nó cũng chưa phải là cái loại chó nằm gầm trạm. Bố. Ấy, sao bác lại nói thế ạ? Vợ chồng em là không nghĩ như vậy đâu ạ. Hai cháu ở đây chúng em rất vui ạ. Bà nói thế cũng phải. Bởi vì trạn nhà ông bà chưa đủ cao để cho thằng Núi nhà tôi nó phải chui vào. Vừa xuống ạ? À? Làm gì? Này, đi đánh nhau hay sao mà hỏi ghê thế? Đây xuống bàn chuyện làm ăn, được chưa? Xong chưa? Rồi. Rồi thì về đi. Anh làm gì đấy? Đuổi khách à? Thế anh đã thuê được nhà hay văn phòng thì chưa? Anh mới xuống, đã thuê mướn được gì đâu. Đang tính là mượn nhà em ở vài hôm. Em còn cái phòng được không? Cho anh ở tạm nhé. Không. Đừng có lằng nhằng. Này, quên nhanh đấy. Thế đợt trước mình đi tìm cái Ngân ở trên thành phố, anh ở nhà ai? Thuê nhà nghỉ. Tôi trả tiền. Cô chờ mãi bây giờ con mới dậy để ăn cùng con cho vui đấy. Cô cũng chưa ăn cái gì đâu. Con có chuyện gì đúng không? Con kể cô nghe đi. Cô Lệ ơi, cô đừng cười bố con được không? Con lại nghe ai nói linh tinh gì rồi đúng không? Cô nói với con bao nhiêu lần rồi? Trước cô như thế nào thì bây giờ cô vẫn thế. Mà ở bên cạnh con, cô còn yêu con nhiều hơn cơ. Con tin cô được không? Nhưng con nghe người ta nói ai rồi cũng thay đổi.